Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Hải Channel. Trong video hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một smartphone thuộc nhà Oppo. Và nhắc đến Oppo thôi thì chắc các bạn đã nghĩ tới những cái sản phẩm smartphone tầm trung, không quá đắt mà rất phù hợp với học sinh sinh viên. Tuy vậy mà Oppo đã mang lại rất nhiều tính năng cũng như là cái hiệu năng chơi game giải trí trên những chiếc điện thoại này rất là ok. Và trên tay mình ngày hôm nay là chiếc Oppo A96 với một chip là Snapdragon 680. Chúng ta xem rằng là nó làm gì nhá. Bắt đầu thôi. Và đầu tiên chúng ta nói qua về thiết kế của sản phẩm một chút. Và cái trải nghiệm đầu tiên khi mình cầm nắm chiếc sản phẩm này thì mình có một cảm giác cầm nắm rất là đầm này. Ngoài ra thì máy được thu gọn, 4 viền bo tròn, cho một cái cảm giác, một cái nhìn rất là tinh tế và sang trọng. Và hiện nay thì Oppo đã cho ra mắt hai cái màu chính, đó là màu hồng và màu đen. Hiện nay thì mình đang trải nghiệm màu đen thôi, màu hồng thì mình chưa có đây cho các bạn nhìn. Nhưng mà như các bạn nhìn ở đây thì Oppo đã cho đặc trưng của họ, đó là một cái mặt đen nhám, không để lại mồ hôi tay này, không để lại dấu vân tay, cũng như là cầm rất là thoải mái. Còn cái màu hồng thì chúng ta sẽ thấy được một cái sự đặc trưng rất rõ của Oppo, đó chính là Oppo Glow. Và đối với chiếc điện thoại này chúng ta nhìn được cái sự tối giản nhất định khi Oppo đã cho vào sản phẩm của họ. Và các bạn thì nhìn cụm camera này đó, hoặc là camera trước, và mình sẽ để cho các bạn những hình ảnh cụ thể hơn ở dưới này, ok. Ngoài ra thì cái biểu tượng Oppo cũng đã được làm một cách rất là nhỏ gọn ở bên góc phải của màn hình ở bên ốp như này đó. Đây có lẽ là một ưu điểm khi bạn nào mà sử dụng điện thoại lâu mà dễ ra mồ hôi tay, mà các bạn thường làm rơi điện thoại, thì Oppo A96 xem một sản phẩm rất là phù hợp để các bạn sử dụng. Tuy nhiên thì các bạn vẫn nên giữ gìn cũng như vệ sinh máy thường xuyên để có một trải nghiệm dùng tốt nhất. Rồi ngoài ra đối với khả năng hiển thị của màn hình thì chúng ta có được trang bị tấm nền IPS LCD có kích thước là 6.59 inch, kèm đó là độ phân giải Full HD 1080x2412 pixel, độ sáng là 600 nit. Và đối với thông số như vậy thì chắc chắn là các bạn đã sử dụng những cái tính năng thông thường lướt web màn hình với độ sáng cực kỳ là rõ nét. Tuy nhiên thì khi anh em ra ngoài trời, theo như mình đánh giá thì cái màn hình này khi ra ngoài trời sử dụng thì nó sẽ không quá là rõ, nên là hơi bị thiếu sáng một tí đi. Nhưng mà tuy nhiên thì khi sử dụng trong nhà cũng như là sử dụng tác vụ như là lướt web, lướt TikTok hay xem YouTube thì mình thấy vẫn rất là thoải mái. Rồi, và không để cho bạn chờ lâu nữa, mình sẽ bước ngay đến phần hiệu năng của chiếc điện thoại này. Và như mình đã nói đầu video thì đây sẽ là một chiếc điện thoại sử dụng trên chip là Snapdragon 680 8 nhân cùng 18GB RAM, đúng không nào? Và đối với thông số này thì mình nghĩ là đây sẽ là một thông số rất là phù hợp cho những điện thoại tầm trung mà thì anh em chơi được những tựa game như Liên Quân Mobile này, PUBG Mobile này. Tuy nhiên nếu anh em chơi hát những tựa game nặng hơn, nặng đô hơn như kiểu là Genshin Impact hay ARK thì nó mình sẽ nghĩ là sẽ hơi quá tải. Mà anh em muốn chơi thì anh em phải để ở mức setting low, như vậy thì mới đảm bảo được mức độ FPS nó cụ thể, nó ổn định hơn. Tuy nhiên thì mình nghĩ không nên, tại vì là đối với chiếc điện thoại này mà anh em try hard những tựa game đấy thì trải nghiệm chơi game sẽ không được bằng những cái tựa game nhẹ hơn như mình đã nói Liên Quân Mobile với PUBG Mobile. Và ngay sau đây mình sẽ để cho các bạn hai app để đo hiệu năng cho em nhìn rõ hơn về hiệu năng cũng như về pin, về CPU của chiếc máy này. Đó chính là phần mềm VPN 5 cũng là 3D Benchmark, mình sẽ để ở đây và đây. Rồi, và ngay sau đây mình sẽ test cho các bạn hai tựa game hot trên mobile hiện nay, đó chính là Liên Quân Mobile và là PUBG Mobile, để cho các bạn có cái nhìn rõ hơn về mức FPS cũng như là về cái mức setting trong game nhé. Bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên đây là tựa game Liên Quân Mobile và mình sẽ chỉ cho các bạn là cái mức setting cao nhất có thể. Và nếu các bạn thấy độ phân giải mình sẽ để ở siêu cao này, chất định ảnh để ở cao này, và chất lượng chi tiết mình sẽ để ở cao. Rồi chúng ta xem vào trong game là mức FPS cũng như là tốc độ khung hình của nó như nào nhá. Rồi, và cái mức FPS hiện tại mình nhận được là 45, mà mình sẽ xem là mình đã bật cái chế độ FPS ở tối đa chưa. Xem nào. Rồi, các bạn nhớ là nếu mà mức FPS các bạn hơi thấp nhá, thì bạn phải chỉnh cho mình là FPS này ở cài đặt khi trong game lên cao này. Ok. Rồi, hiện tại cái mức FPS mình đã nhận được là 60. Và các bạn hãy nhớ rằng cho mình khi vào game, khi bạn thấy cái mức FPS mình hơi thấp thì các bạn hãy bật cho mình phần cài đặt này và thiết lập, và chọn cho mình cái phần FPS, hãy chọn từ trung lên cao. Đó thì cái mức FPS các bạn nhận được sẽ ổn định là 60. Theo như mình thấy thì trải nghiệm chơi cũng vô cùng là mượt mà, không hề có giật lag này, không hề có bị giật khung hình này. Đó. Mà theo như mình thấy đối với cái câu hình máy như này thì không hề làm khó được cái tựa game Liên Quân Mobile. Nên các bạn yên tâm, chơi cứ thoải mái thôi, không phải sợ. Rồi, và tiếp theo sẽ là tựa game PUBG Mobile, và mình sẽ chỉ các bạn cái mức setting cao nhất xem là nó sẽ được không nhé. Chúng ta vào cài đặt này, vào đồ họa với âm thanh này. Rồi, như đây thì đồ họa mình xem là cái mức cao nhất mình sẽ để được là gì. Rồi, HD. Rồi mình sẽ để không để HD này, cân bằng đi. Thôi mình sẽ để mượt đi. Rồi tốc độ khung hình mình để cao này. Rồi khử tăng cơ để 4x xem nào. 4x vẫn chưa được, 2x thôi. Rồi, như bạn thấy ở đây thì hiện tại cái mức setting mình để tối đa cho máy cho phép rồi. Chúng ta xem là trong game nó sẽ như nào nhé. Và hiện tại bây giờ chơi máy bay thì mình thấy cái trải nghiệm chơi hiện tại thì rất là mượt.
Như các bạn thấy ở đây là mình đang di chuyển máy bay xung quanh này, qua lại này, nhìn map này. Nó cũng điểm cộng là chiếc máy này load map khá là nhanh, vậy nên là các bạn không phải lo. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái trải nghiệm game xem như nào này. Và nãy giờ khi mình chơi cả Liên Quân, cả PUBG thì hiện tại máy vẫn chưa hề có dấu hiệu là nóng lên, vẫn rất là mát. Chắc chắn đây sẽ là điểm cộng, các bạn nên lưu ý khi mua chiếc Oppo A96 này. Rồi mà mình thấy cái trải nghiệm chơi game trên chiếc máy này hoàn toàn là mượt mà, các bạn hoàn toàn để chơi hát được. Từ việc mình nhặt súng, mở cửa, đốt map rất là nhanh, rất là mượt, không hề có cái độ chậm trễ nào cả. Rồi và với mức hiệu năng chơi game ổn định như vậy, chúng ta có là dung lượng pin lên tới 5000 mAh cùng với sạc nhanh 33W thì chắc chắn cái việc anh em sạc từ 0% lên 100% chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Vậy nên anh em không lo cái việc mà chơi game xong hết pin sạc mất nửa ngày mới lên pin đúng không nào? Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi anh em có thể vừa sạc xong chơi tiếp, hết pin lại sạc xong lại chơi, rất thoải mái. Ngoài ra có một điểm cộng là khi mình chơi game liên tục cũng như sạc pin liên tục thì máy không hề có dấu hiệu nóng lên. Đó, một điểm cộng rất là hay đến từ Oppo A96. Và bên trên là những đánh giá chi tiết của mình về hiệu năng chơi game của chiếc điện thoại này. Và mình sẽ lưu ý cho bạn những điểm cộng của chiếc này như sau. Thứ nhất là viên pin rất là trâu này, hiệu năng rất là mạnh trong tầm giá. Ngoài ra còn có một cái thiết kế rất là tinh tế và nhỏ gọn. Và nếu các bạn quan tâm sản phẩm thì mình để link dưới phần mô tả. Và hiện tại thì sản phẩm đang bày bán tất cả những chuỗi cửa hàng Hoàng Mobile. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm thì đến ngay để tham khảo nhé. Và thời lượng video có hạn thôi, mình sẽ xin gặp anh em tại những video tiếp theo. Xin chào.